nhà thờ Đức Bà Paris. Đây là km 0 của thành phố Paris bên tay trái, phải tiếp tục là sở cảnh sát đó, rồi đến nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà đâu? Công trình Gothic nổi tiếng được xây từ năm 1163 đấy ạ, đến năm 1362 mới xong, 145 năm. Bên tay trái nha, nhìn bên tay trái trước nha, Hotel de la Ville. À, hội đồng nhân City Hall đấy, hội đồng nhân dân thành phố ạ. Đây. Đây. Kiến trúc là Baroque. Kiến trúc Baroque điển hình đấy. Hội đồng nhân dân thành phố. À, trước năm 1997, bác Hắc, Jacques Chirac của cháu là làm thị trưởng ở đây. Bác lấy 1 triệu franc ngân khố ra, bác bầu cử ạ, và bác không giải thích được ạ. À, năm 2014, năm 2000 bao nhiêu đấy, vừa rồi đấy, là bác Jacques Chirac phải vào tù ạ, bị truy tố ạ. Bởi vì bác xuống tổng thống phát là nó lược bác luôn ạ. Bác còn làm tổng thống thì nó không được vào, nhưng bác xuống tổng thống phát là nó lôi bác ra vì cái tội là lấy 1 triệu ngân khố ra đi vận động tranh cử ạ. Là bác Jacques cũng bị gọi là về mo đấy. Có 1 triệu franc thôi, giá trị tương đương 3,2 tỷ Việt Nam ạ. Thị trưởng cũng lôi ra làm việc. Nhưng mà bác có một cái hầm rượu, ông cụ ông kỵ để cho bác mở ra bán, bác kiếm được 32 triệu, 30 mấy triệu đô la đấy ạ, euro sau này. Có những chai bác bán được tới mấy nghìn euro. Bác có cái hầm rượu, tự nhiên bác buồn buồn bác lại mở ra bác bán đấu giá, bác thu về mấy chục triệu vào túi cho cái tòa phạm. Là họ giàu, cái khu bên tay trái mình là khu giàu nhất Paris đấy, nó gọi là khu quên tên rồi, khu người giàu, chỉ biết là đây là khu người giàu, quên mất tên, là khu phố giàu đấy. À, khu này là khu phú gia, hàng đào đấy. Khu người giàu đấy.